Rồi hôm nay quay cái con mồi lở này anh gửi thằng em luôn ha. Em ở viện cây ăn quả miền Nam vậy nè. Chút xíu mình sẽ ra xe mình sẽ gửi luôn. Hiện tại bây giờ là 5 giờ mấy sáng nha mấy anh em. Đem treo ở đây mà nó vẫn chơi nè. Mới sáng em nghe nè. Sáng chừng nói chung cái con này nè anh em, con này là nói chung tố chất nó rất là hay. Anh em nào về chăm có thời gian chăm ha, mình tập đi gần lại cho nó quen lại ok. Tại ông chủ nó bỏ lâu quá, anh em về đây mình cũng bỏ cả tháng 2 tháng rồi. Chung bữa nay nó quá mạnh nè, giờ anh em coi chăm sóc lại và đi tập lại ha. Nói chung là con này để lại cho em muốn giá hữu nghị hết anh. Tại mình nói chung mình mua mình bán lại mình cua mình rất là nhiều rồi, mua bán lại mới có đồng ra đồng vô anh em. Chứ thực ra con này nếu mà mình không mình tập mà có clip cho anh em nữa là giá sẽ cao hơn. Trong con này đăng hôm nay cũng có nhiều anh em điện rồi hỏi chốt tới chốt lui rồi trả giá tới trả giá lui, nói chung là con tiền nào của đó mấy anh em ơi. Mình đăng thì mình đăng bán con nào mình nói đúng chính xác con đó à. Con nào làm sao mình sẽ nói vậy chứ mình không có nói thêm nó bớt gì đâu. Mấy anh em yên tâm chuyện đó ha. Rồi chuyện mình bán con nào mình đăng con nào á thì mình sẽ gửi con đó chứ mình không có gửi con khác đâu, mấy anh em yên tâm. Cái con này mà trị giá 2 triệu mấy mà anh em có xứng đáng đồng tiền không? Anh em nghĩ cái con cu mà mình nuôi mình tập cho nó lên mồi hoặc là nó gái, ấp bội nó gái là anh em nghĩ bao thời gian bao lâu mới được như vậy? Rồi nói chung là hôm nay cái chính là mình quay con cu này ha, cho anh em ở viện cây ăn quả miền Nam mà nó xem. Rồi, chút xíu mình sẽ gửi xe cho anh em luôn. Qua anh em cũng đã chuyển tiền cho mình rồi, cũng có 2-3 người đã xin số tài khoản để mua, nhưng mà cuối cùng suy nghĩ làm sao đó không biết, con em này nó chốt thôi. Rồi, hy vọng mà về anh em sẽ mau chơi lại ha.